Rồi chào bạn, tôi là Nguyễn Xuân Nam, chuyên gia marketing spa hàng đầu Việt Nam đây. Rất là nhiều bạn nhắn tin cho tôi hỏi thấy rồi, tư vấn giúp em làm thế nào để spa em kinh doanh được tốt hơn. Tôi mới tư vấn cho một lèo. Sau một tháng sau tôi hỏi này, làm được gì rồi em? Các bạn ấy bảo rằng, thế em vừa mới đẻ con em nó còn nhỏ quá cho nên là chưa làm được cái gì thầy ạ. Rồi một số bạn đi học về, các bạn đi học chương trình của tôi về, đầu tư rất nhiều tiền để đi học. Tôi luôn luôn theo dõi. Lâu lâu tôi lại nhắn tin hỏi, tôi hỏi là công việc có cái gì thay đổi rồi? Các bạn ấy bảo rằng là con em nó còn nhỏ thầy ạ, cho nên em chưa áp dụng được cái gì hết. Lý do số 2 các bạn, mang con nhỏ ra để làm tấm bình phong chắn mình, che chắn cho những cái yếu kém của mình, che chắn cho sự lười biếng của mình, che chắn cho cái sự yếu đuối, cái sự nhỏ nhoi của mình. Những cái bài học chúng ta được học, chúng ta có thể học từ thầy, rồi chúng ta có thể được học từ bạn trong lớp, chúng ta được học từ bạn bè xung quanh xã hội của mình, rất là nhiều điều hay, đúng không ạ? Nhưng mình nghe thì mình thấy hay thế thôi, còn đến lúc mình làm là nó khó lắm chứ không hề dễ thế nào. Rồi khi mà mình cảm thấy khó như vậy ấy, mình làm có một lần thôi, sau đó mình không làm nữa. Rồi khi mà mình không làm nữa thì mình lại đổ lỗi cho là tại con tôi nhỏ, đúng không? Tại con tôi đòi bú, rồi tại con đủ thể loại trên đời. Mình mang con của mình ra để làm lý do, đúng không ạ? Rồi cứ mang con mình ra để làm lý do đi, để rồi sau này bạn không thành công, bạn trở lên là một người bình thường thôi, hoặc bạn trở thành một cái người mà không được như ý của bạn. Sau này ấy, cuộc sống của mình nó nghèo ấy, con của mình nó đòi tiền, nó xin tiền để làm một cái thứ gì đó, mình lại nói với nó rằng mẹ, tiền là lá mít hả, tiền mọc được ra hả mà mày xin dễ thế. Đó, mình lại một cái kịch bản mà ngày xưa bố mẹ mình nói với mình. Rồi là khi mà mình không thành công được thì mình nghèo, thế cho nó nhanh, đúng không? Không thành công được thì nghèo. Mình lại nói với con mình rằng là tại mày cho nên là tao không làm được cái gì, tao bị nhỡ hết cơ hội, tại mày, đúng không? Đẻ đứa con ra xong sau đó là lấy nó để làm lý do, để che chắn cho cái sự gọi là yếu đuối của mình, che chắn cho cái sự tự ti của mình, cho cái sự hèn kém của mình. Bạn kinh doanh cho dù bạn có giỏi đến mấy đi chăng nữa, tôi có rất là nhiều học viên là những người mà họ có gọi là cái nền tảng của họ là những người học du học ở những đất nước tiên tiến như là Mỹ, Úc, Pháp. Tôi có rất là nhiều học viên là những người đó, họ là chủ spa, họ du học về Việt Nam là chủ spa, hoặc họ kinh doanh mỹ phẩm. Có rất là nhiều người như vậy các bạn, nhưng họ vẫn đi học bình thường. Và tôi nhìn thấy ở họ cái điều này này, cái người mà đi học du học ở nước ngoài về thành công, ok, good. Nhưng rất nhiều người Việt Nam mình cũng chả có cái du học gì, chả có cái bằng gì cả. Thậm chí là học hết cấp 3 thôi, có người chưa học hết cấp 3 vẫn thành công, gọi là chói lóa, vẫn thành công rất là lớn. Rất là nhiều người như vậy. Vậy thì tôi mới nhìn thấy ở đây này, hóa ra là để thành công không cần phải có bằng. Bởi vì cái thằng có bằng là ok rồi, những thằng không có bằng vẫn thành công được, thì đâu nhất thiết cái tấm bằng ấy. Mà ở đây là bằng đại học Việt Nam nha, không nói nha, mà đây hẳn là bằng đại học của quốc tế. Và rất là nhiều học viên của tôi là những học sinh, là những cái dạng gọi là du học sinh của những trường đại học nổi tiếng ở trên thế giới. Họ có những cái bằng cấp đó, họ về họ thành công là chuyện đương nhiên rồi. Ông đi học ở Mỹ về mà nó chả thành công. Nhưng Việt Nam chúng ta đầy người học không hết cấp 3 vẫn rất thành công. Thế cho nên là cái bằng nó không quan trọng, đúng không ạ? Cái bằng cấp nó không quan trọng lắm. Mà tôi phát hiện là một cái điều như này này, những người thành công ấy, họ có một cái tâm lý như sau: rất tự tin vào bản thân mình và không bao giờ đổ lỗi cho ai, không bao giờ đổ lỗi cho số phận, và không bao giờ đổ lỗi cho thời cuộc, không bao giờ đổ lỗi cho xã hội, không bao giờ đổ lỗi cho con cái. Họ tất cả đều chịu trách nhiệm về bản thân của họ, chịu trách nhiệm, rồi tất cả mọi thứ là họ phải tự xử hết, họ phải tự lo hết. Những người này rất chủ động và không bao giờ bị động. Bị động là như này này các bạn này, khi có một cơ hội đến, họ biết được rằng cơ hội này có xác suất là sẽ giúp được tôi thành công, có xác suất để giúp tôi đạt được kết quả lớn như tôi muốn. Họ trong tay họ chưa có cái điều gì cả, họ chưa có tiền, nhưng họ sẽ sẵn sàng là cướp lấy nó và tìm mọi cách để họ có thể là mua được nó. Đấy là những người chủ động nha. Còn những người bị động ấy là họ thấy cơ hội rồi, nhưng họ bảo là đợi bao giờ mọi thứ phải gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tiền bạc đầy đủ, dư giả thì tôi mới bắt đầu tôi làm cái việc đó. Thì tôi muốn nói với các bạn này, mọi thứ diễn ra trên cuộc đời này nó đều là cơ hội thôi, nó đều là chớp nhoáng. Để mình trở nên giàu có thì mình cũng cần phải chớp được một cơ hội nào đó, đúng không ạ? Chứ còn làm giàu một cách bền vững và từ từ thì nó cũng có, nhưng nó rất là lâu. Và thời đại bây giờ nó không cho phép chúng ta từ từ được. Không còn cá lớn nuốt cá bé nữa, tức là không còn ông giàu đè thằng nghèo nữa, mà bây giờ chỉ có thằng cá nhanh nuốt cá chậm mà thôi. Rất là nhiều những cái doanh nghiệp lớn phải đóng cửa, thay thế vào đó là những cái doanh nghiệp nhỏ. Ví dụ như Việt Nam của chúng ta, tôi nói về hệ thống của Mai Linh Taxi hoặc là của Vinasun Taxi. Nếu mà các bạn ở trong khu vực Hồ Chí Minh thì sẽ biết là Vinasun là doanh nghiệp taxi rất là khủng. Nhưng Vinasun bây giờ thì cũng không chống được với Grab, đúng không ạ? Vừa rồi phải kiện tụng nhau đủ thứ trên đời, đi kiện củ khoai đấy, đúng không ạ? Vinasun đi kiện thằng Grab, mà thằng Grab thì nó có cái gì đâu mà kiện, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều đó là gì? Doanh nghiệp quá to, để rồi thằng Grab bây giờ mới chỉ là một startup thôi, là một cái thằng doanh nghiệp gọi là mới chớm lở, mà nó đã chiếm hết thị phần rồi. Và ông Vinasun phải gọi là khóc ròng. Thì các bạn nhìn thấy đấy là thời đại của cá nhanh nuốt cá chậm là như vậy. Và chúng ta không có cái thời cơ nào để chờ đâu. Cơ hội nó luôn luôn đến trong chớp mắt, và việc của bạn ấy là có chớp được nó hay không mà thôi. Nếu khi mà bạn ra được quyết định là bạn chớp lấy nó, đúng không ạ, thì cơ hội của bạn, cái cơ hội này, số phận của bạn sẽ rẽ theo một hướng khác. Còn bạn không chớp lấy nó, tức là mình đang ở trong cái giai đoạn nghèo và đang muốn giàu, đang muốn thành công, cơ hội đến mình chớp lấy nó, đúng không, thì cuộc đời mình rẽ sang đây. Còn mình vẫn đang ở cái mức độ đó rồi, cơ hội đến mình không làm gì nữa cả, để nó trôi qua đi, cuộc đời mình vẫn đứng im ở đó, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu các bạn nhìn thấy cái hình ảnh đây, hình ảnh này là ông Tony Robbins nhá, là diễn giả đào tạo về phát triển năng lực con người số 1 thế giới. Ông ấy là người duy nhất về làm trong ngành đào tạo trở thành tỷ phú đô la, tức là người duy nhất trên thế giới làm hoạt động đào tạo và trở thành tỷ phú đô la. Ông ấy nói một câu ở trong này này, trong cái ảnh mà tôi đang chỉ tay ấy, khoảnh khắc bạn ra quyết định thì số phận của bạn bắt đầu. Khoảnh khắc mà bạn ra quyết định thì số phận của bạn bắt đầu. Tức là khi mà ông nào cũng vậy thôi, xuất phát điểm đều nghèo như nhau, tất cả chúng ta đều nghèo như nhau. Nhưng cái thằng giàu nó giàu lên được ạ, bởi vì nó liều, bởi vì nó dám ra quyết định. Còn cái thằng nghèo nó cứ mãi nghèo. Tại vì sao người ta bảo người giàu ngày càng giàu mà người nghèo thì ngày càng nghèo? Là bởi vì đơn giản là cơ hội bằng như nhau thôi, 24 tiếng và hít thở như nhau. Nhưng mà ông giàu là ông liều, đúng không ạ? Thằng nào thì cũng sợ, hai thằng đều sợ như nhau. Nhưng mà ông giàu ấy là ông liều, làm phát xem nó thế nào. Còn ông nghèo bảo tơ mẹ xem mấy cái thằng này nó làm đã, xem mấy thằng này làm xem nó sống chết ra sao rồi mình mới bắt đầu mình làm. Thì ok, nếu mà thằng này chết ấy là bố này cũng run luôn, không dám làm. Còn thằng này giàu rồi thì mấy bố nghèo bố bảo là chúng nó giàu hết rồi thì cũng chả đến lượt mình. Thế cuối cùng là cứ mãi nghèo mà thôi, đúng không ạ? Thì cho nên rằng là khi mà cơ hội đến thì cần phải chớp thật nhanh các bạn nha. Comment xuống dưới là phải chớp cơ hội thật nhanh, chớp cơ hội thật nhanh. Comment xuống là chớp cơ hội thật nhanh các bạn, chớp cơ hội thật nhanh, chớp cơ hội thật nhanh, chớp cơ hội thật nhanh. Và đó là chú ý số 2 là muốn chia sẻ với các bạn, rằng hãy tốc độ, đúng không ạ? Hãy chớp cơ hội thật nhanh. Đừng bao giờ mang con cái, mang tuổi tác, rồi mang những thứ mà đang gọi là khó khăn của mình ra để làm rào cản cho mình. Không có tiền, cơ hội đến, đúng không ạ? Cần phải tiền để trả. Thằng nào, cái cơ hội nào cũng thế, chả có một cái thứ gì trên đời này không đổi bằng tiền hết, đúng không ạ? Ai cũng cần phải mang tiền ra để đổi lấy những thứ mà mình muốn. Để cho nên rằng là khi mà bạn muốn điều gì đó mà bạn không có đủ tiền ấy, thì việc của bạn là cứ chớp lấy nó đã, cứ cọc nó đi, rồi cứ làm đủ mọi thứ gì đó để chúng ta có cơ hội lấy được nó. Xong sau đó mình có thời gian để mình đóng mà, mình có thời gian để mình hoàn thành mà, thì trong thời gian đó đúng không ạ, mình làm điều gì đó để mình đủ tiền để mình mua là ok, luôn luôn là như vậy. Một miếng đất, tôi nói về bất động sản đi, một miếng đất nó đang rất là sốt và nó là ở một cái vị trí đắc địa, tiềm năng tăng giá của nó rất là cao. Ngày hôm nay khi mà cái ông chủ đất đó, ông đang cần tiền, ông đang cần tiền để ông làm một cái việc gì đó và ông muốn bán. Mình là người mà được tiếp xúc với cái cơ hội mua được cái mảnh đất đó, mình thì khi mà ông chủ đất bảo bây này đang muốn bán 1 tỷ, thì thằng giàu nó sẽ như này này, hai thằng, giữa thằng giàu và thằng nghèo, hai thằng đều không có tiền các bạn nhá. Thằng giàu nó sẽ hỏi là quy trình đặt cọc và mua như thế nào, thì ông chủ đất bảo mày cọc trước ra đây khoảng tầm 100 triệu, 900 triệu còn lại 1 tháng hoàn thành, đúng không? Mà mình nhìn thấy là tiềm năng ở cái khu đất này ấy, là mình mua ngày hôm nay thì 2-3 ngày tới là mình hoàn toàn có thể bán được, hoặc là 1 tuần tới là mình có thể bán được rồi, và bán ra thì nó được khoảng 1 tỷ 1 tỷ 2 nếu mà nhanh, đúng không ạ? Người giàu thì họ sẽ lo ngay 100 triệu tiền cọc, 100 triệu tiền cọc đặt cọc, và trong 1 tháng đấy họ sẽ lo cách để bán cái miếng đất đó đi và ăn lãi ra thêm được 100 triệu nữa. Còn ông nghèo ấy không có đủ tiền, ui nó đẹp quá, mẹ miếng đất đẹp quá, tiềm năng kinh khủng, vị trí đắc địa, khen lấy khen để về nhà khoe với cả họ nhà mình luôn là miếng đất nó đẹp quá, nhưng lại mà không có tiền. Giá mà mình có tiền, giá mà mình có cái nọ, giá mà mình có cái kia. Đấy là cách người nghèo họ hành xử, cách người nghèo họ đối diện với một cơ hội, giá mà, giá mà. Để rồi cuối cùng là người khác họ mua mất mảnh đất đó và họ kinh doanh, đúng không ạ? Họ kiếm được tiền ngay. Đấy là cái cách mà giữa người thành công và người thất bại họ gọi là đối diện với một cơ hội các bạn, đúng không ạ? Ông giàu thì ông rất là liều, còn ông nghèo nghèo ấy thì không liều gì đâu, tính nó thích ổn định các bạn, thích nó ổn định chắc chắn. Mà thường những người chắc chắn ấy cũng giàu được, nhưng giàu chậm và rất chậm. Đấy là nếu mà giàu được nhá thì rất chậm. Còn ông nào muốn nhanh ấy, ngày hôm nay mình học là làm sao để thành công nhanh hơn, đúng không? Là phải thả tiền ra, là phải chớp mấy cơ hội thật nhanh. Đó, chú ý số 2 là như vậy, chớp cơ hội thật nhanh. Các bạn comment xuống là chớp cơ hội thật nhanh các bạn nha. Comment xuống nó là chớp cơ hội thật nhanh, chớp cơ hội thật nhanh, chớp cơ hội thật nhanh. Comment xuống chớp cơ hội thật nhanh, chớp cơ hội thật nhanh. Rồi, rồi đó là 2 cái điều mà chúng ta chú ý, cần chú ý để công việc kinh doanh của mình tốt hơn. Nếu mà bạn thấy hay ấy, thì có thể comment là hay. Nếu bạn thấy hay thì comment là hay các bạn nha. Và giúp Lam chia sẻ cái livestream này để cho cái livestream này được gọi là nhiều người nhìn thấy hơn, rồi bạn bè của bạn có thể được xem, và cũng như là bạn giúp cho cái người đang chia sẻ này được đưa cái thông tin này đến với nhiều người hơn nữa các bạn nha. Và tôi sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu mà bạn comment ở đây là hay và chia sẻ cái livestream này lên trên thật là nhiều, 10, 20 nhóm, 20 group gì đó các bạn nhé. Hãy giúp Lan, hãy giúp Lan lan tỏa cái thông điệp này, hãy giúp Lan lan tỏa cái livestream này đến với nhiều người hơn các bạn nhé. Và chúng ta vẫn còn một cái điều chú ý nữa. Cái điều chú ý tiếp theo đây thì tôi sẽ giúp cho các bạn có thể có được cái kết quả, tốc độ kết quả nó nhanh hơn nữa. Nếu mà bạn muốn nghe thì comment là tôi muốn nghe các bạn nhé. Nếu mà muốn nghe thì comment là tôi muốn nghe. Rồi, cảm ơn chị Dương Khánh Ly đã chia sẻ nha. Cảm ơn Trần Nam nhá. Xin chào Trần Nam. Trong livestream này đang có rất là nhiều chị em đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp. Đó là một cái chương trình đào tạo chuyên sâu nhất của Nam. Đó, và những cái chị em đó thì Nam thường là rất là hay gọi là theo dõi các bạn ấy. Có thể các bạn ít tương tác với mình nhưng mà thường là mình hay theo dõi các bạn. Nhưng mà các không nói đâu, theo dõi quá trình của chúng ta như thế nào. Và trong cái gọi là trong cái thâm tâm của Nam là rất yêu quý các bạn, những người đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp. Cũng có rất là nhiều chị em học cái lớp lớp gọi là Marketing Spa 4.0 thì Nam cũng rất là yêu quý các bạn. Đó, nhưng mà nếu mà chúng ta học kinh doanh spa chuyên nghiệp thì sẽ có nhiều cái sự hỗ trợ hơn rất là nhiều.